Kính chào anh em Quỳnh Thủ nha. Hôm nay là video ngày 29 tháng 10. Sắp là cậu Hoàng Tiger hôm nay xin lên một ít. Cần câu, cần tay, cần lua gần và một ít máy. Thì cần tay hôm nay lô hàng này là đô hàng sách tay kiện Nhật, không phải là hàng bãi hay gì đâu nha anh em. Hàng này là hàng sách tay, giá cũng khá cao. Anh em mua được thì đến với shop em, còn không thể nào mua được thì nhớ đăng ký và like cho em một cái like nhẹ. Khi anh em có clip thì gảnh cái tay đó, like cho em một like, đăng ký giùm em cái. Em cảm ơn anh em nhiều. Và bây giờ em sẽ lên một ít cần một ít máy đây. Đây là dòng những dòng Daiwa Sotiga, Twin Power, Daiwa Kit Catalina và một ít dòng Lugan cần tay. Đây có em có một cây cần tay 9m 9,5m gì đó của Shimano Limited, hàng này là phiên bản giới hạn. Và cây này một cây Daiko Rocky Store cũng thông số khá hiếm, với lại một cây câu lục nha, cây này cây xinh. Bây giờ em trước tiên cần nó ít quá thì em sẽ lên cần trước, tại đây này với em cũng làm sĩ bây giờ nên vậy em lên video này thì lên để cho anh em có cái tham khảo. Không mua cũng được, nhớ like giùm em một cái. Bây giờ trước tiên em lên một cây Limited này nha. Đây là cây Limited Pro. Đây. Limited Pro, dòng này dòng cần tay nha anh em. Phiên bản Best Personal Spec Limited Pro FW. FW. Đây là bao da của nó, đây là bao da của cần Limited Pro, ở trong là ốp nhung nha anh em. Nhung rất là đẹp. Đây. Ở trong ốp nhung. Không có cái lục cọc gì trong đây vậy ta? Không có. Đây, bao Limited Pro. Kế tiếp là đây những ở trong là một cái bao giải và một cái bao chính hãng. Đây, bao giải Limited Pro. Đây là một cái bao giải để bọc cái lớp bao bên ngoài, bên trong là một cái bao nhung rút. Kế tiếp là một cái bao nữa, nó nhiều bao cái gì. Đây là một cái bao len nữa, đó, nó tới ba bao. Và đây là cái phiên bản Limited Pro. Đây, cây này cực kỳ nhẹ nha anh em. Đây, cho anh em chiêm ngưỡng cây Limited Pro 9m. Này, có sức dăm dăm nhẹ nhẹ nha. Tại em mua cái này cũng hàng đã qua sử dụng. Đó, nên giá cũng khá tốt. Cái phiên bản này nếu mà thật sự luôn, giá cái này nếu mà full box này kia các kiểu mà mớ không dưới 50 nha anh em. Không dưới 50 triệu. Đây là nút zin của nó. Đây. Cực kỳ nhẹ. Phôi 3D, phôi là phôi titan nha anh em. Phôi này phôi, đó, phôi 7 màu. Thì em sẽ rút ra cho từng lóng cho anh em coi. Đây. Em sẽ rút ra từng lóng. Đây cho anh em coi chiêm ngưỡng cây Limited Pro của Shimano 9m. Đây. Em cũng nhẹ nhẹ cái tay. Cái này để thích hợp cho anh em câu cá chép thôi nha. Chép, quýnh cá sạch, cá đồng. Anh em săn đây. Đây. Đây, tất cả là những lóng của nó. Ngay ngọn của nó nè. Và đây là cây Limited Pro. Em thấy không? Đó.
anh em coi, đây là phiên bản giới hạn của Limited. Cái này có thông số như sau. Đây, để em sẽ tra lên cái Limited Pro này. Cái này cầm 9 mét mà cầm giống như không cầm vậy đó. Em tra. Em cân luôn chưa? Đây, em đã phôi rồi, em sẽ cân. Cân cái này cho anh em. Anh em coi, rất đẹp không? Từ lỗng đều có chữ hết nha anh em. Đây, các lỗng đều có chữ, nhẹ tay. Cái này phải nhẹ, thực sự nhẹ tay. Đây, các lỗng đều có chữ. Đó. Đó, nhìn thấy không? Rung quá anh em ơi. Đây, vô. Ô, cái nắp đó rồi, đây. Để em cho coi thông số, để em sẽ lấy. Cho anh em coi thông số. Đây anh em, để em sẽ check lại nha, em cũng quên nãy giờ em lo bu lu bu quá. Đó là thông số. Đây là cây này là có thông số là 90 NL. Đây nè, đây là thông số của nó này nè. Anh em coi. Em coi. Thôi để em cân đi, em cân ở ngoài đi. Anh em tra giùm em thông số nha. Tại cái này là hàng chính hãng nên vậy lúc nào cũng có thông số á. Em cũng đang bận quá nên vậy thời gian em không có. Nên em sẽ cân luôn đi. Em sẽ cân và đo ngọn. Đây nè. Em cân nặng cho anh em coi. Một trăm tám mươi tám gram, 9 mét, 188 gram nha anh em. Ngọn 1.6 nha anh em. Cây Limited này là 9 mét, 188 gram, ngọn 1.6. Và cây Limited này có mức giá là 24.500.000 nha anh em. 24.500.000 cho cây Limited này. Đó, anh em cứ tra trên mạng coi cái giá bao nhiêu. Thì dòng này là dòng ply mềm cho anh em câu cá chép, thích hợp nhất là câu chép nha anh em. Đó. Chị nội. Này. Rồi. Cây này có xước xét, dăm dăm nhẹ nha.
hàng đã qua sử dụng nên vậy mới có giá này nha anh em. Cái giá này cho 5-60 con cây này. Rồi kế tiếp đây, tiếp đây em tháo ra luôn. Kế tiếp là một cây này luôn, để em lấy ra cho anh em. Đây, cây này là cây sinh. Đáo ra. Đây. Hàng này em mới xách tay về nên vậy em cũng chưa có kiểm tra nữa nha anh em. Chưa kiểm tra chỉ khoan nữa. Cái okay. Đây là bao zin của nó. Đây. Đây là cây sinh compassion. Sinh nha, sinh compassion. Đâu. Ơi. Nhà em nó thấp quá, cái trần em nó thấp á, nên vậy khi mà làm cần dài á, nó khó chịu lắm. Đây, cây sinh 33405 của Đài Hoa. Mà anh em tham khảo cây sinh này. Em sẽ quấn chỉ lại, cái này là thường thường, cây này thường thường nó là chỉ bán phôi thôi nha. Bán phôi thôi. Anh em muốn về làm tự mình lên khoan nha, phải tính tiền khoan riêng nha. Tiền khoan, tiền bát thêm riêng, còn thật sự luôn dòng này chỉ bán phôi thôi. Anh em mua là chỉ mua được phôi thôi. Đây, đây là dòng sinh. Compassion 33405S. Đây đã được lên khoen titanium Lowrider. Anh em coi này, bát titanium, đai qua titanium. Và khoen này cũng là khoen Lowrider titanium luôn nha. Và hàng Nhật nó tự lên khoen nên vậy cái chỉ khoen nó rất là xấu, nên vậy em sẽ hỗ trợ anh em lên khoen lại. Đi chỉ quay keo lại, nếu anh em mua thì em sẽ quay keo đi chỉ lại. Tại thật sự thật Việt Nam, anh em Việt Nam chúng ta làm keo chỉ rất là đẹp nha anh em. Anh em yên tâm về vấn đề chỉ keo. Đó, đây là dòng sinh, anh em chơi dòng sinh cũng đã hiểu rồi chất liệu của nó như thế nào. Và cũng là khá nổi tiếng. Đây, gốc của nó đây. Gói trọng nha anh em. Và cây sinh này có mức giá là 14.500.000 nha anh em. 14.500.000 cho cây sinh này. Kế tiếp thì anh em mua hàng thì nếu mà đạt thì khỏi mã đi. Cái này có mấy cây à, sinh ghi hay là Đai Qua hay ABA hay Đai Koroki, thì thường thường anh em muốn mua cái nào là khỏi mã nhắn tin cho em tên là biết rồi. Sinh hay ABA. Kế tiếp là một cây Abia. Đây, bây giờ bao sách còn luôn. Mới về được cây Abia nữa. Đây cây gì ạ? À, cây này là 100H nha anh em. 100H. Cây này khá đẹp. Cây này về còn full bao dở, sách dở đầy đủ luôn. Thì anh em đã chơi Abia thì đã cũng đã biết rồi. Đó. Cây này có thông số là thì 3m, cứng H, mát 100g, BE5 nha anh em. Cho anh em gần lóc rừng, câu lóc, câu gần, cá lóc, câu cá cha thịt. Anh em quýnh hồ dịch vụ ở Sài Gòn này có thể câu được đó, những cái môn đó đó. Còn những anh em chuyên về cá lóc thì có thể dùng này để quýnh giá thiệt. Cây này có mức giá là 6.650.000 nha anh em. Để em ghi riêng cho. Ghi để cho anh em nhớ. Anh cũng đỡ quên nữa. Đó. Đây. Cái này có mức giá là 24 năm.
Cây này có mức giá là 14 năm. Cây này có mức giá là... Ủa? 6 thôi, để em tính giá này lại. 6 triệu 650. Đó. Ghi luôn chưa? Bận quá. Nha, cây đây, cây ABR này có mức giá là 6 triệu 650. Cây này khá mới á. Cây này mới tinh nè. Bao sách vở còn đủ luôn. Đây, phụ kiện đồ, tem lụa nè. Kế tiếp là một cây của Daiko. Cây này khá hiếm nha. Cây này ở Việt Nam mình không được nhiều cây đâu. Cây này là thích hợp cho anh em quýnh cá lóc ở những cái địa hình cá sa, lóc bông, lóc đen, ở những cái rừng gọi là lóc rừng á, thiên nhiên á. Đây, cây Daiko lóc khi to. Anh em thấy không? Nó lên 3 lỗ khoen. Đó. Nó để 3 ngược, nó lên 3 lỗ khoen. Đây là cái này nó hạ, cái này nó rất là lên khoen rất là ôm cần nha anh em, cho anh em câu gần lóc rừng. Thông số của cây này là 3m3 nha anh em. Mát 30 đến 90 g. Và cái này em bán 10 triệu 700 nha. Cái đôi câu Rocky Store này em bán 10 triệu 7 nha anh em. Đó. Dạ. Kế tiếp bay cái mai cái bao khó lấy cần quỷ này, mai dễ dễ ta lấy bao màu riêng cũng được, lấy cần cũng khó nữa. Đây anh em, kế tiếp là một cây này, đợi em xíu. Này, cây này là cho anh em quýnh cá lóc luôn nè. Lóc với gần luôn, cây này cực kỳ cũng, cây này cũng khá hiếm á. Đây, bao của nó. Đây, anh em thấy không? Dòng này là dòng gì đây? Kana 2m55. Cắm gốc nha. 25 đến 80 g. Mát 20 level. Cây này nếu mà thật sự luôn anh em quýnh cá lóc mà nó giống như địa hình mới khó, mình cần ngắn á. Thôi quýnh má ơi luôn. Trời ơi. Nè. Quýnh má ơi luôn á. Gền cũng được. Còn nếu anh em quýnh bóp cũng được. Bóp bóp nhẹ nha. 20 80 g mà cái này thích hợp quýnh lóc mà lóc địa hình mà hơi vướng á, mình chọt khe đồ á. Ngắn 2m55 á. Cái này cắm gốc. Cái này quá đẹp luôn. Đây. Cái này mới gần như chưa sử dụng. Nó đẹp luôn, khoen buji xích đầu mớ, chân cao. Đó. Cái này quýt con Sotiga 3.5 là đẹp, 3.5 4.000. Đó. Anh em. Và cây này có mức giá là cây Tana này 3.6 triệu nha. Cây này cũng hiếm anh em lụm cây này ok. Nha, cây Tana này là 3.6 triệu nha anh em.
cái này hơi dài nha. Anh em nào mua mà em ship được xe từ Sài Gòn mà lên phía anh em được, em ship xe nha. Bưu điện này, cái này ngọn nó kia, ngọn nó mét mấy ta, cỡ chừng mét 7 mét 8 gì em. Kế tiếp đây là một cây tai quát. Thì dòng tai quát này thì anh em cũng đã biết rồi, cây của em là mớ ken luôn nha. Đây, hàng xách tay luôn, khoan xích ca trên cao luôn. Cây này có thông số là mát 80g, gần 3m96, h là 2m88. Dòng này là dòng, tất cả những dòng tai quát là made in China nhưng dành cho thị trường Nhật. Anh em nhớ vấn đề đó, chứ không phải là China mà loại thường, hay cái này là một thương hiệu tai quát nổi tiếng nha anh em. Nhớ khi mua sản phẩm nào đã có tiếng trên thị trường, giống như cái iPhone made in China hay những cái dòng mà hoặc Tesla của mình sẽ có những cái dòng made in China, nhưng đó là hàng chính hãng của một Trung Quốc nhập qua, thì chỉ làm cho riêng thị trường Nhật, không cho riêng thị trường nữa khác, nên giá cũng không có rẻ đâu anh em, chứ đừng có nghĩ China rồi. Tại đây, nhớ anh em nhớ cây này là hàng chính hãng nha anh em. Đây dòng tai quát, anh em có thể lên những trang web của Nhật thì nó ra dòng này. Thì cây này có mức giá là 4.200.000. Đi em bán 4.200.000 nha, cái này có mức giá là 4.200.000. Đó, chơi cây tai quát này. Kế tiếp đây, dòng sót đi ra em cũng giới thiệu lẹ lẹ luôn, em còn đáng kiểm xả hàng nữa, còn 4.500.000 hát. Có bị xước sát trên đây chút xíu nha anh em. Này, xước chỗ này chút xíu, xước bên đây chút xíu nha. Thì dòng, tất cả những dòng Daiwa Sotiga này nó bị cái vấn đề rất là nhiều. Rất là nhiều là do là vấn đề về sơn. Anh em mua cũng đã biết, cũng đã chơi, cũng đã trải nghiệm qua cái dòng Sotiga này thì đã hiểu. Nhưng mà cái nội lực của nó, cái nội công thâm hậu của nó là bên trong nha anh em. Cái dòng này dòng là cũng là dòng đẳng cấp nhất của hàng Daiwa. Đây, 4.500.000 hát. Máy này có mức giá là 10.700.000 nha anh em. Thôi, em bán 10.500.000. Rồi 10.000.000. Nha anh em. Số tiền ga này có mức giá là 10.000.000 nha. Đây, thêm một con nữa, hai nồi full box. Catalina 4.500.000 hát. Mở ken. Mà chị bị cái nồi chỉ bị chút xíu ngay đây thôi. Đây, bị chút xíu thôi. 5.200.000 hai nồi. Này. Em thấy không? Hai nồi. 5.200.000. 4.500.000 hát. Cho anh em quýnh cá thịt. Dứt. Quýnh giải. Đó, 4.200.000. Đây 5.200.000. Kít.
con Daiwa Kit. Đây con gì? Kit. Đây, ba con kiếp. Em có 3 con kiếp nha. Một con. Anh em thấy không? 3 con kiếp. Cái là kiếp có tôm đỏ, có sứ rét, anh em thấy không? Có tôm đỏ, có sứ rét nhẹ là sứ rét trên đây, đây rét ngay trên này. Chỗ này thì cái nút này thì không có quan trọng mấy nha. Đây bị cái nút này nè nhẹ lên đây đó. Trên đây cũng bị sứ sát nhẹ. Thì con kit có tôm đỏ này có mức giá là 4 triệu nha. Kế tiếp là con kit túp cúp tôm Cardina 4.000. Con đỏ này 3.500 không? Đỏ này 4.000 luôn nha. Con đỏ là cúp tôm. Con trắng này Cardina là 4.000. Là 4 triệu con. Đây con bạc này mớ tinh. Con này là máy mớ ken luôn nha anh em. Mớ cực kỳ mớ luôn, 4 triệu luôn nha anh em. Kế tiếp là có tôm xanh 3.500. Đây máy cũng còn khá đẹp đó anh em thấy không. Thì con này có mức giá là 4 triệu luôn nha, con nào cũng 4 triệu hết á. Ba con có tôm đây, anh em thích màu nào thì chọn lựa giùm em. Kế tiếp con này con gì nữa đây, con cứ bao nó đồ rồi thôi. Đây. Giờ là 4.500 hồi nãy em 4.500 này em cho lên 4.500 luôn đi. Đây là con Sotiga 4.500 nha. 4.500 full bao full hộp. Đây. Con này có xước xác nhẹ. Đây, xước xác nhẹ. Em ngay núng ngay chỗ này, xước nhẹ.
Bên này có xước không? Bên đây xước nhẹ ngay chỗ này nữa. Đó, xước nhẹ ngay chỗ này. Cối cũng khá đẹp. Nồi khá đẹp, không bị muối ăn. Đó. Tất cả. Đó. Con Sotiga 4,5 này có mức. Con này có mức giá là nhiêu đây? Con này có mức giá là 9.500.000 nha cho anh em. Cho Sotiga này nha, 9.500.000. Đó. 4.500. Đây, cái bao của nó đây. Tới 5.500. 5.500 con này cũng full box luôn. Con 5.500 này mới lung linh luôn. Nè. Con ê, lộn con 5.000, con 5.000 H này lung linh. Rất là đẹp, chỉ có bị chút xíu ở đây thôi. Phụ kiện còn đây, nó chỉ bị chút xíu, dầm nhẹ chút xíu ở đây thôi. Bao full bao, hộp sách vở các kiểu, nút. Đây, anh em thấy không? Con này có mức giá là 11.500.000 nha anh em. Cho con Sotiga 5.500 này. Đây 5.000 H này. Nha, mới tin nè, full bao sách đầy đủ. Kit để qua kit. Kit, con này cái gì kit luôn, bao kit. Rồi, kế tiếp cũng là một con 5.500 luôn. Đây 5.000 chứ, em lộn với 5.500 rồi ta. Một con 5.000 của Sotiga 5.000 H nha. Con này không hợp, bao riêng còn. Con này không hợp, bao zin còn. Thì con này có mức giá là 10.300.000 nha. Đây, mất cái hộp. Bao zin còn. Đây, 10.300.000. Thì con này có xước xét nhẹ nha anh em. Đây, anh em thấy không? Xước nhẹ ngay đây. Bên đây thì đẹp. Đó, tổng thể ngoại hình cũng còn khá ok. Nha, 10.300.000 cho con Sotiga này. Cái tiếp là một con Tewin L27 dòng DGM nè. Anh em nhớ mua hàng kiểm tra dùm cái tem. Đây là dòng DGM, nó có tem vàng vậy nha anh em. Là dòng này chuyên sản xuất và cấp ở thị trường Nhật. Còn nếu mà anh em mua tem trắng là dòng đó là dòng quốc tế, nó lúc nào cũng rẻ hơn dòng này rất là nhiều nha. Này, con Tewin TBSD C5000H cho anh em câu cá lóc. Đó, Lugan. Câu thịt hay câu lục gì cũng được nha anh em. Rất là nhẹ. Con này là D27 như 27-28 gì á. Nha anh em. Giá của con này là mức giá là 7.200.000. Đó. Kế tiếp là một con, đây một con xa, một con Spirit 5.000 SW. Đây đầy đủ, máy rất là đẹp nha anh em, máy cực kỳ đẹp luôn. Mức giá của con này là 2.650.000 nha anh em. Đây, 2.650.000 cho con này. Máy cực kỳ đẹp luôn. Con máy gửi nãy nó khô dầu đó. Để mai chút nữa em vệ sinh dầu lên. Đó.
Rồi, cảm em, cảm ơn anh em mình thủ nha. Tại hôm nay em bận, em chỉ lên clip ít nhiêu đây thôi cho anh em thôi, còn hàng em nhiều lắm, để một hai bữa nữa em sẽ lên đồ tầm trung cho với lại cho anh em mình thủ. Chúc anh em mình thủ một ngày mới vui vẻ. Và em bên em mua hàng, anh em nhớ chuyển khoản cọc 10% giá trị của sản phẩm em mới giao hàng nha anh em. Nhớ đăng ký giúp em. Cảm ơn anh em mình thủ nhiều.